Dạ Vũ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chiều hôm nay trên đường Vũ đi làm từ Cây Trôm về. Vũ về tới đây là tới cái ngã ba là cái đường lộ mới mở về ủy ban xã Thạnh Trị nha các bạn. Thì chiều hôm nay Vũ đi về đường này, đường mới này thì Vũ quay để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Giờ Vũ đang ở ngay đây là ngay đường quốc lộ 57B. Thì ở đây là có nhà phân phối sữa Vinamilk nha các bạn, của Hoàng Vũ. Ở đây là ấp Bình Thới 3, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Thì ở đây có cái dựa thu mua phế liệu da chai á các bạn. Ở đây có cái nhà mới cất. Đây có nhà mới cất rất là lớn luôn. Ở đây là có cái chỗ là trung tâm sửa chữa ô tô nha các bạn. Đây là cái chỗ mới mở nha các bạn. Là kế bên cái ngã ba. Ngã ba cái đường mới mở. Thì đối diện bên ngã ba đây có cái nhà bự đang xây nha các bạn. Đây. Ngay đây là cái trụ đèn xanh đèn đỏ. Thì ngay đây là chạy thẳng là xuống xuống dòng xây Bến Đình nha các bạn. Còn đường mới mở đây là vô ủy ban xã Thạnh Trị, hôm nay rải nhựa rồi nè các bạn. Thì trong này ngay đầu đường này có hai cái nhà mới cất bự luôn. Đây là mấy anh em làm thợ hồ. Giờ 5 giờ chiều nghỉ ha. Hồi nay cất nhà trọ hay gì á mấy anh thợ hồ. Đây có nhà thiệt là bự luôn. Này chắc cái chỗ buôn bán nhiều quá.
Rồi ở đây có cái đất nền nhà quá rộng luôn. Dựa cửa lên nha. Dạ. Anh ơi cho em hỏi cái đây. Đây là hướng dai ra quốc lộ 57B nha các bạn. Rồi chỗ này Vũ mới hỏi thăm mấy anh thợ hồ là cái chỗ này là khu giống như trưng bày quảng cáo đồ gỗ nha các bạn. Bán đồ gỗ trang trí nội thất. Đường này mới rải nhựa quá đẹp luôn. Rồi giờ Vũ chạy tiếp đi vô. Thì kế bên cái nhà trang trí nội thất, bán đồ trang trí nội thất này thì có một cái nhà nữa nha các bạn. Có hai căn nữa đang làm. Rồi đối diện qua đây thì có cái ao nuôi cá. Rồi ngay đó cũng có một căn nhà mới cất lên luôn. Đây đất nền mặt tiền đây bà con người ta mua hết trơn luôn rồi. Mấy người biết trước người ta mua hết trơn. Hết đất à. Tại đây nó gần ra cái lỗ lớn kế bên. Đây trang trí nội thất Ngọc Nam. Tiếp xuống dưới. Đây có cái nền đẹp quá chừng luôn. Đây nè các bạn. Lên con lộ rồi là đất ở đây mắc quá chừng luôn. Ở trước mặt Vũ là mấy cái trụ điện gió dẫn từ biển Thừa Đức về nha các bạn. Về là hòa vô cái trạm 110 kV của ngay chỗ Bình Thới đây. Ngay chỗ đó các bạn. Còn cái đường bên đây là từ bên Ba Tri dẫn về. Nếu bên này thì còn đất, còn ao, bà con chưa có lên nền nhà.
Ở đây giờ đang đổ đất lên nền nè các bạn. Ở đây thì có cái đám dừa. Mấy bên đây đối diện qua thì cũng có cái đám ruộng này cũng bỏ hoang. Nhưng mà giờ cái mở cái lộ lên, cái đất lên giá, cái bà con không có bán. Ở đây là không có thấy chỗ nào bán luôn. Mới hỏi thăm chú này, cái miếng này là một công tư mà mua đất ruộng là 2 tỷ 6, giờ đang đổ đất lên, một xe đất như vậy là mấy trăm ngàn? 330 ngàn xe đất cát. Rồi giờ Vũ chạy tiếp đi về. Ở đây là có cái cống. Đây là tới cái ngã ba. Ngã ba này quẹo ra đây là ra chỗ nhà thờ nha các bạn. Còn đường này thì chạy thẳng lên là quốc lộ 57B, là ngay đầu hồi nãy, đầu lộ hồi nãy Vũ chạy vô. Ở đây là có quán cà phê Sân Vườn Hồng Yến nè. Đường hướng ra nhà thờ cũng làm nhựa luôn nha các bạn. Đây là ấp 1 của xã Thạnh Trị nha các bạn.
đây đường làm rồi quá ngon luôn. Mưa gió đi không có sợ lầy nữa. Chỗ nhà của chị Giang. Giờ khoảng 5 giờ rưỡi chiều rồi, gần 6 giờ trời cũng tối rồi các bạn. Đây là trường mẫu giáo của xã Thạnh Trị. Cá viên chiên, nước mía, trà đào. Đây có đại lý Hữu Tín, đại lý thức ăn thủy sản. Đây chiều bà con đốt rác. Đây có đám cưới. Đây có cây xăng. Đây có đường quẹo vô lộ trong. Đây có quán Phương Nam. Đây thức ăn Hạ Mi. Đây có chiếc xe tải đang mua tôm. Đây còn khúc này chưa xong nha các bạn. Đang đổ đá. Thank you.
cây xanh. Hoạt động của các cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp giúp phần nâng cao chỉ số của đây đi thẳng là lại cầu 69 nha các bạn. Đây là ủy ban xã Thạnh Trị. Đây đường này khúc này cũng đang làm rồi. Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp phát triển chính quyền điện tử dựa trên cơ sở dữ liệu. Đi thẳng ở lại cầu 69. Giờ vũ quẹo trái là về thị trấn nha các bạn. Bảo đảm an toàn thông tin của công an. Quý khán giả thì nghe xong phần đây mé tay trái Vũ rồi có nhà nghỉ quê tôi. Đây là có đường quẹo rồi, bà con thường gọi là đường vô dòng heo. Thì ở đây có nhà nghỉ Nhã Thơ. Đây là chỗ ép cọc bê tông để làm cột nhà. Đây là cầu Đìa Gừa. Cầu này nối giữa Đại Hòa Lộc với xã Thạnh Trị. Đường này quẹo phải là đi vô cầu Dòng Cui, đi qua cống đập Ba Lai. Đây sắp tới ngã ba Bà Viên nha các bạn. Đây là trường tiểu học Nguyễn Thị Lan, ấp Bình Quê 1.
Đây là ngã ba Bà Nhiên, quẹo phải là qua chợ Bà Nhiên nha các bạn. Ở đây quẹo trái là đi vô ấp Bắc Miễu. Đây là ủy ban xã Đại Hòa Lộc, mé bên tay trái. Đây đang có cái nhà mới cất. Đây tới cây xăng Thanh Hiền. Ở đây có hai vựa vật liệu xây dựng. Đây là tới sân vận động huyện Bình Đại. Quẹo trái đường là đi vô ngay chỗ chùa Đông Phước. Thôi Vũ về tới nhà. Vũ xin kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Rồi tới nhà Vũ rồi các bạn. Nhà Vũ là ngay chốt đèn xanh đèn đỏ luôn, ngã tư Hàng Cọc.